Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Vinh 07. Ngày hôm nay em muốn gặp lại tất cả các bác trong một sản phẩm vô cùng ấn tượng. Đó là một trong những sản phẩm mà nó đã đình đám từ rất nhiều năm nay. Một thương hiệu mà thời gian vừa qua em cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều. Và đặc biệt rất nhiều các công trình cũng đã vào từ những sản phẩm này. Và đây là một trong những sản phẩm gọi là gốc, gọi là cốt lõi của thương hiệu này. Đó chính là thương hiệu Amas. Thì em đang muốn giới thiệu đến các bác một dòng sản phẩm Amas nằm trong một trong những cái series ra đời đầu tiên của hãng, và nó vẫn giữ nguyên được cái bản chất ngay từ thời điểm đầu tiên đến bây giờ và chưa hề có sự thay đổi. Nếu như thời gian trước các bác cũng đã được trải nghiệm qua các hệ thống Nexo mà bên em đã có review đúng không ạ? Thì Nexo chúng ta có PS8, PS10, PS15 đúng không ạ? Thì trong xuyên suốt cái series đó thì có sản phẩm đó là Nexo PS8. PS8 là từ thời điểm đầu tiên ra đời từ những năm 1900 bao nhiêu đó, tức là từ rất là xa xưa rồi. Thì bản chất của chất âm của PS8 như nào thì đến bây giờ qua rất nhiều thời gian thì nó vẫn giữ nguyên như vậy và không hề thay đổi. Và nó giữ nguyên được cái chất của những cái từ thời ngày xưa, vẫn là những cái gì đấy nó rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ. Và sau thời gian quá trình phát triển thì bắt đầu là do nhu cầu của thị trường cần áp lực mạnh hơn, cần những cái thứ nó mạnh mẽ hơn, thì bắt đầu là ra những sản phẩm tiếp theo cũng như là được thay thế và nâng cấp. Thì các bác hình dung rằng nếu như chúng ta làm cái sản phẩm gì từ cái thời điểm đầu tiên ấy, từ những đứa con đầu tay ấy, thì chúng ta làm rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận, rất là chu đáo đúng không ạ? Thì những sản phẩm đầu tiên như vậy thì nó có gì đó nó rất là hấp dẫn, nó có gì đó nó rất là thực sự là cuốn hút. Điển hình như là một trong số những sản phẩm mà những đồ nghe nhạc ấy, những đồ ví dụ là Pioneer hay là Sansui gì gì đấy chẳng hạn, thì các bác thấy từ những cái loa từ kiểu ngày xưa ấy, từ sản xuất từ năm 1970s, 1980s ấy, thì đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại, thì chất âm nó rất tuyệt vời. Nhưng mà cũng có những sản phẩm mà sản xuất từ những năm 2000 trở lại đây ấy, thì bắt đầu nó công nghiệp hóa dần để nó bắt đầu phù hợp với thị trường, phù hợp với thị hiếu đó, thì bắt đầu là chất âm nó không còn giữ được ngay cái bản chất gốc ngay từ đầu tiên. Và ngày hôm nay thì em đang muốn giới thiệu đến tất cả các bác một dòng sản phẩm từ thời điểm đầu tiên của Amas đến bây giờ vẫn giữ nguyên được bản chất và vẫn giữ nguyên được những cái tinh túy của thương hiệu này. Đó chính là sản phẩm Amas đến từ Tây Ban Nha. Nếu như các bác có thể xem thời gian trước, bên em đã có lên sóng tất cả các bác dòng sản phẩm Nitit đúng không ạ? Series Nitit. Thì trong Amas thì có 3 phân khúc chính, đó là Key, Nitit và Excellent. Thì ba sản phẩm, ba series đó, thì đây chính là cái series đời đầu tiên của hãng. Và xuyên suốt từ thời điểm đầu tiên đến bây giờ thì hãng không hề nâng cấp, tức là giữ nguyên cái chất của từ ngày xưa, từ những cái tỉ mỉ, từ những cái trau chuốt từ ngày xưa như nào thì vẫn giữ nguyên như vậy. Thường một số sản phẩm thì sau một thời gian bắt đầu người ta sẽ nâng cấp. Hay ví dụ như là một cái xe Dream chẳng hạn. Các bác có thấy xe Dream đời đầu tiên đúng không? Đến bây giờ người ta vẫn chuộng, đến bây giờ người ta vẫn sưu tầm để đi đúng không ạ? Nhưng mà từ thời Dream đầu tiên đến thời điểm bây giờ đúng không? Thì qua ra rất nhiều mẫu của Dream đúng không ạ? Thì người ta có chuộng những cái mẫu sau này không? Người ta vẫn chuộng đi đúng không ạ? Nhưng vẫn có những người ta sưu tầm từ những cái thời điểm đầu tiên để người ta đi đến bây giờ. Thì đây chính là những sản phẩm từ thời điểm đầu tiên. Tức là toàn bộ chất âm, toàn bộ từ thiết kế, toàn bộ từ vỏ thùng và tất cả mọi thứ đều giữ nguyên. Nó chỉ là tức là giữ nguyên cái cốt lõi ấy, từ thời điểm xưa đến bây giờ vẫn giữ nguyên. Nó chỉ là sản phẩm này thì được sản xuất 5 giờ lại đây đúng không ạ, để sản xuất được cung cấp vào thị trường, nhưng mà cái bản chất của nó ấy, thì vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi. Nó không được nó không nâng cấp để nó giữ nguyên cái bản chất của nó. Đó thì em muốn giới thiệu đến các bác một ngày hôm nay đến một cái dòng sản phẩm. Tại sao lại là sản phẩm ấn tượng? Bởi vì một dòng sản phẩm mà có được cái chất lượng rất là hấp dẫn, rất là chi tiết, rất là cuốn hút, nhưng mà đặc biệt là đang được hãng hỗ trợ một cái giá vô cùng ấn tượng. Một dòng sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu mà có giá dưới 30 triệu, thì các bác thấy sao ạ? Quá quá hấp dẫn và quá tuyệt vời.
Nếu như các bác có thể thời gian xem thời gian vừa qua bên em có review sản phẩm châu Âu đúng không? Nexo đúng không ạ? Thì có cái giá từ 7-80 triệu đến 100 triệu đúng không ạ? Hay dưới một tí thì chúng ta có gì? SR thì em vừa giới thiệu đúng không ạ? HK đúng không ạ? Hay thời gian trước nữa đó là Amas đúng không ạ? Nhưng với dòng sản phẩm Key này, một dòng full bắp 30 mà có giá dưới 30 triệu thì là một cái giá gọi là vô cùng ấn tượng đúng không? Vô cùng ấn tượng trong một sản phẩm mà nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Đó. Dòng MS này thì được hãng ra đời từ năm 1972. Nó đang được đánh giá là một trong những nhà máy sản xuất âm thanh mà có cái nhà máy lớn nhất ở cái thành phố Tây Ban Nha này. Trước mặt các bác đây đó chính là một dòng sản phẩm loa full bass 30 Key 12, tức là series Key. Như thời gian trước thì bên em có review đến các bác series đó là series Nitid đúng không ạ? Nhưng đây là series Key. Đó, giống như là cái con subwoofer mà thời gian trước bên em có review là Key 15 ấy, đó. Key 12 chúng ta có hai đường tiếng 8 ohm. Đó. Rồi, ok, bây giờ em sẽ cùng các bác bóc ra để chiêm ngưỡng dòng sản phẩm này nhé. Dòng sản phẩm này thì hãng có nói rằng đây chính là high-end pro. Tại sao được nói là high-end pro? High-end tức là những cái gì đó chi tiết, sạch sẽ, giống hệt như đầu high-end ấy, nhưng mà nó lại là pro. Pro là nó thiên về giải trí, Đó, thì đây chính là dòng mà được mệnh danh của hãng nói rằng là đầu high-end pro. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bên trong. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bóc cái sản phẩm này ra, chúng ta cùng xem nhé. Đây, đây chính là thùng hộp bên trong. Nó có một cái lớp hộp giống như là thằng Nitid của chúng ta. Rồi. Ok. Đây là bên trong của sản phẩm. Chúng ta có cái giấy thông số sản phẩm. Đó, chúng ta cùng nhau khám phá. Đây là một cái số thông số sản phẩm. Nếu như các bác nào mà sử dụng cái sản phẩm này mà cảm thấy không hài lòng thì các bác có thể viết email để claim Amate nhá. Ok, đây là cái thông số của hãng. Đây là thông số của hãng, đây là thông số kiểu như nhà máy thôi chứ không phải là thông số của cái sản phẩm này. Đó. Trong cái này chúng ta sẽ có hai cái tờ giấy này. Đó. Đây, sản phẩm của chúng ta đây. Ok, bây giờ em sẽ cho sản phẩm này lên kệ các bác cùng ngắm. Đây rồi, trước mặt các bác đây đó chính là em Key 12. Các bác thấy sao ạ? Như em cũng đã nói trong rất nhiều các clip thì những cái sản phẩm châu Âu nó thiên một cái gì đó nó rất là basic đúng không ạ? Nó rất là basic nhưng mà nó tập trung vào cái giá trị cốt lõi bên trong. Nếu như các bác không biết là ngày hôm qua có bác nào xem cái chương trình livestream của em test cái sản phẩm này ấy, thì em mới quá ấn tượng. Thực ra với cái sản phẩm Key 12 này thì bên em đã biết từ rất lâu rồi. Biết từ thời điểm bắt đầu làm Amask. Nhưng mà khi mà biết sản phẩm này thì không có để ý đến nó, nhưng bây giờ mới để ý đến nó. Thì sau khi về trải nghiệm chất âm thì mới thấy rằng quá là ấn tượng, bởi vì cái chất âm của nó đem lại nó vô cùng sạch sẽ, nó sạch sẽ một cách gọi là nó không hề có một chút tạp âm nào đó, tạp âm trong lúc thể hiện bản nhạc. Và đặc biệt là các giải chất âm thể hiện cực kỳ chi tiết và tách bạch. Có lẽ là có rất nhiều các bản nhạc mà em rất muốn test cho các bác nhưng mà nó sẽ bị dính bản quyền. Nên là em sẽ tìm cách nào đó để test để cho các bác trải nghiệm được chất âm như này. Nhưng là tại sao dòng Key này được mệnh danh là dòng high-end pro? Bởi vì nó thể hiện được chất âm sạch sẽ, nó thể hiện được những giải chi tiết mà những dòng pro khác không làm được, đúng không ạ? Rồi chúng ta cùng nhau xem. Đây, trước mặt các bác đây chính là e-căng rất là basic của thương hiệu Amante Audio. Đây chính là một cái thương hiệu mà rất là đình đám ở trong các sự kiện, trong các chương trình press show thì thương hiệu logo này có gì đó nó rất là sang chảnh đúng không ạ? Ok, đây là tổng quan của sản phẩm. Đây chúng ta có tay sách ở hai bên. Đó, tay sách ở hai bên để cầm sách. Tay sách một bên. Nó giống như là thằng MS ấy, thằng Sub MS nó cũng chỉ có phần tay sách một bên thôi. Rồi, ở phần sau đây chính là phần bảng thông số của dòng sản phẩm này. Xin mời các bác cùng xem. Đây chính là dòng MS Key 12, công suất của nó là 400W. Nếu như các bác xem thì công suất 400W không phải là công suất lớn. Nhưng nếu như trong nhu cầu Home Pro tức là gia đình cao cấp ấy, thì 400W nó là công suất quá là thừa thãi. Với dòng sản phẩm này, ngày xưa thì khi người ta ra cái sản phẩm này thì sản phẩm này là công suất rất là lớn. Đó, công suất rất là lớn.
Nhưng mà đến bây giờ thì tại vì bản thân em cũng review đến các bác rất nhiều các sản phẩm 800W, 1000W, 1200W đúng không ạ? Thì các bác thấy nó nhỏ bé thôi. Nhưng với trong Home Pro, tức là gia đình ấy, thì với công suất này là quá là ấn tượng, quá là tuyệt vời. Và trở kháng là 8 ohm. Đây, chúng ta có series là Key 12 400W. Ok, đây chính là các hai jack Canon Spectrum. Spectrum ăn 1 cộng 1 trừ chính là cái rất là phổ biến của chúng ta. Đó, serial number, đây là serial number. Và đặc biệt chính là 100% sản phẩm của Amaz thì đều được sản xuất ở một nước duy nhất, đó chính là Tây Ban Nha. Đó, nó hơi bị bóng luôn ạ. Đó, 100% sản xuất từ Tây Ban Nha. Rồi, ok, xin mời các bác cùng nhau xem một vòng sản phẩm này. Đó, đây chính là cái chân cao su. Nó có biểu tượng của Amaz, chữ Amaz đây. Đó. Rồi. Ở đây thì chúng ta đang sử dụng đó là một bát 30 và một chép kèn. Rất là ấn tượng. Bản thân em thì trải nghiệm cái chất âm của con này thì nó quá là ấn tượng, bởi vì nó thôi, nói hơi nhiều. Bây giờ sẽ thử thực tế các bác chất âm, các bác cùng xem nhé.